Ok, thầy sẽ đưa ra cái bài tập số 17 liên quan đến vấn đề tỷ thể tích của khối chóp tam giác. Vừa rồi thì cái bài tập số 16 cũng liên quan đến phần tính thể tích, có liên quan đến phần dùng công thức tỷ thể tích của khối chóp tam giác. Và thầy đã ghi nhớ cho các em cái công thức. Hôm nay thầy đưa ra cái bài tập số 17 để các em vận dụng thêm rõ hơn về cái công thức tính tỷ thể tích. Đó là nội dung sau đây: cho tứ diện ABCD có thể tích V trên các cạnh AB, AC và AD, lấy các điểm M, N và B thỏa mãn AM bằng 2 log MB, AN bằng 3 log NC và AV bằng 4 lần BV, BD. Tính thể tích của khối tứ diện AMNB theo V bằng những đáp án nào sau đây? Thì việc đầu tiên thì các em sẽ dễ hơn. Thầy mô tả hình vẽ sau đây. Tứ diện ABCD trên hình vẽ và trên các cạnh AB, ACAD lần lượt lấy các điểm M, NB. Ở đây thầy lấy M này, đúng AM bằng 2 lần. Các em chú ý ở đây thầy ghi nhầm một tí, đúng không? DM chứ không phải. DM bằng 2 lần MA. DM bằng 2 lần MA. DN bằng 3 lần NB và DV thì bằng là 4 lần PC, PC. Đúng không? Trên cái đề thì người ta ghi nhầm các cái ký hiệu. Người ta yêu cầu tính thể tích khối chóp AMNP là khối chóp màu vàng vàng. Thì khi gặp một bài toán có dạng một khối chóp tam giác, nhớ là tam giác, và khối chóp này được cắt bởi một cái mặt phẳng, chia cái khối chóp đó ra thành một cái khối chóp nhỏ hơn ở phía trên, thì lúc đó ta nghĩ ngay đến việc là xem thử có dùng được tỷ thể tích hay không. Muốn dùng được thì ta phải để ý các cái điểm cách MNB, phải chia các cái cạnh DA, DB, DC theo cái tỷ số xác định. Thì ở đây thì các cái tỷ số đều hoàn toàn xác định. DM là chia cái cạnh DA ra theo tỷ lệ là 21, MD bằng 2 lần MA. Tương tự điểm N trên DB chia cạnh DB thành theo tỷ lệ là ND bằng 3 lần NB, và điểm P trên cạnh DC chia cái cạnh này theo tỷ lệ là BD bằng 4 lần BC, BC. Thì lúc đó các em sẽ dùng ngay công thức tính tỷ số thể tích của hai khối chóp tam giác để giới thiệu ở trong phần ghi nhớ của bài số 16. Và em thành lập công thức theo cái hướng dẫn chỗ này: VAMNB trên VABCD thì sẽ bằng AM trên AB, AN trên AC, AB trên AD. Và các em chỉ việc thay tỷ số vào. Còn trên cái hình vẽ thì dưới cái đề thì do bị ghi nhầm ký hiệu nên các em cũng không quan trọng lắm. Các em chỉ cần là để ý nghe thầy nói và sẽ là hiểu được. Chứ tương tự như bài số 16, ta sẽ ghi cái tỷ số các cái đoạn thẳng ra thì kết quả nó sẽ bằng 2/5. Mà giả thiết cái tứ diện ABCD là cho biết thể tích V rồi thì từ đó ta dễ dàng suy ra cái thể tích của là cái khối chóp AMNB bằng 2/5 thể tích ABCD, và ta dễ dàng chọn được đáp án A.
Còn phần ký hiệu thì nó bị gõ nhầm máy tính thì thầy sẽ điều chỉnh sau. Bây giờ các em sẽ tiếp tục chuyển sang bài tập số 18. Cho khối chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh A nhỏ, cạnh bên SA vuông gấp với đáy và SA có độ dài bằng căn 2A. Người ta hỏi thể tích V của khối chóp SABCD bằng những số nào trong bốn đáp án sau đây. Thì những cái bài này ta chỉ việc vẽ hình ra, quan sát xem giả thiết cho những gì và nhớ công thức tính thể tích khối chóp. Đó là thầy vẽ hình đó. Thì ở đây có một điều đặc biệt là người ta cho cái cạnh SA, cạnh bên SA vuông góc với đáy ABCD. Do đó SA chính là chiều cao, chính chiều cao. Đã cầm để ý cái dạng toán khối chóp mà trong hộp này thì chiều cao đã có sẵn luôn, có sẵn luôn, SA vuông góc với đáy chính là cái chiều cao rồi và cho biết độ dài bằng căn 2A nha. Còn đấy là một cái hình vuông cạnh A nhỏ thì ta dễ dàng tính được cái thể tích, tích được cái diện tích của hình vuông và từ đó ta sẽ dùng công thức tính thể tích của khối chóp sẽ tính được ngay. Thì các em sẽ xem cái hướng dẫn này, thấy không? V sẽ bằng 1 phần 3 SA chính là chiều cao nhân với diện tích đáy là diện tích hình vuông ABCD. Chính là cạnh A thì diện tích nó bằng A bình phương và chiều cao là căn 2A. Ta sẽ nhân chiều cao và chia cho 3 nữa thì ra được là căn 2 A mũ 3 trên 3 và ta sẽ chọn đáp án D. Đáp án D bài này là khá đơn giản, đúng không? Đơn giản là cái đường cao người ta xác định được ngay từ giả thiết bài toán. Các em tiếp tục qua bài toán số 19. Cho khối chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh A nhỏ, SA vuông góc với đáy và SC tạo với mặt phẳng SAB một góc 30 độ. Thể tích V của khối chóp đã cho bằng những đáp án nào sau đây? Các em vẽ hình khối chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh A nhỏ thì các em vẽ ABCD là hình bình hành được rồi, nhưng mà phải hiểu nó là một hình vuông. SA vuông góc đáy, em chỉ SA vuông góc đáy. Và SC tạo với mặt phẳng SAB, em chỉ nhìn trên hình để hình dung ra là cái cạnh SC, đường thẳng SC ở đâu, SC đúng không? Và cái mặt phẳng mà nó tạo một góc 30 độ là mặt phẳng đó ở đâu? Đó chính là mặt phẳng SAB, SAB. Như vậy khi tới bài số 19 thì các em sẽ liên quan đến một cái vấn đề quan trọng, đó là xác định góc giữa một cái đường thẳng với một mặt phẳng cách nhau. Đó. Còn cái bài này người ta cho biết SA vuông góc với đáy rồi, như vậy SA chính là chiều cao, nhưng mà chiều cao lại là chưa cho cái độ dài, độ dài. Còn đáy là hình vuông cạnh A thì tính được chỉ tính đáy rồi, nhưng mà chiều cao chưa tính được. Chính vì lý do đó người ta mới cho thêm giả thiết là cái cạnh SC tạo với mặt phẳng SAB một góc 30 độ thì các em sẽ xác định cái góc 30 độ đó như thế nào. Thì các em sẽ xem thầy hướng dẫn. Muốn xác định cái góc giữa cạnh SC với mặt phẳng SAB cách nhau mặt SC này, SC cách cái mặt phẳng SAB tại S, đó, để ý đường SC này, đúng không? Cách S. Bây giờ muốn xác định góc giữa cái đường SC với mặt phẳng SAB thì em sẽ chiếu cái đường thẳng nó xuống cái mặt phẳng SAB. Cụ thể ở đây là chỉ cần chiếu điểm C thôi, chiếu điểm C. Chiếu điểm C xuống mặt phẳng SAB có nghĩa là gì? Ta tìm kiếm xem có một cái đường thẳng nào vẽ được từ C mà vuông góc xuống cái mặt phẳng SAB, Thì với những cái bài tập này khá là quen thuộc thì em sẽ biết ngay được là CV thì vuông góc với là SA. Đó là do giả thiết SA vuông góc với mặt phẳng đấy, đúng không? Là một. Thứ hai nữa, CB vuông góc với AB là do giả thiết ABCD là một cái hình vuông nên ta có CB vuông góc AB. Như vậy CB vuông góc được SA
CB vuông góc với được với AB, hai đường thẳng cách nhau cùng nằm trong mặt phẳng SAB, nên CB sẽ vuông góc với mặt phẳng SAB, AB tại B, tại B. Như vậy là chứng tỏ ta là chiếu được điểm C xuống cái mặt phẳng SAB là tại B, tại B, tại B. Lúc đó góc tạo bởi đường thẳng SC với cái mặt phẳng SAB chính là góc CSB như hình bể. Tí nữa thầy sẽ ghi nhớ lại cái phần xác định góc này. Như vậy ta đã xác định cái góc tạo bởi đường thẳng SC với mặt phẳng SAB bằng 30 độ. Ta phải chỉ ra được thì lúc đó ta mới khai thác được cái giả thiết 30 độ này. Bây giờ nhiệm vụ cuối cùng là ta phải đi tìm cách tính cái độ dài đường cao SA để từ đó dùng công thức tính thể tích để tính thể tích V của khối chóp. Thì thường thường muốn tính độ dài ta sẽ quan sát ghép cái độ dài SA vào trong những cái tam giác nào mà có biết nhiều yếu tố để thầy sẽ tính. Thì ở đây trước mắt ta thấy SA nằm trong chứa trong ta là chính là cạnh của tam giác SAB chẳng hạn. Nhưng mà AB biết rồi, nhưng mà SB không biết, SA cũng không biết. Như vậy là nó thiếu yếu tố đi, thiếu yếu tố, mất có một yếu tố chưa tính được. Do đó ta đặt vấn đề trong đầu, nếu tính được SA thì ta phải cần biết thêm SB để cho đủ được hai yếu tố trong độ dài trong tam giác vuông SAB. Do đó ta lại nhìn một cái hướng khác. Thì muốn tính được SB thì ta phải ghép nó vào trong một cái tam giác khác, thì tam giác SBC chẳng hạn, tam giác SBC. Thì tam giác SBC thì có được góc CSB bằng 30 độ và BC là cạnh góc vuông bằng A. Như vậy trong tam giác vuông này biết được một độ yếu tố độ dài và một yếu tố góc, nên ta sẽ tính được các cái cạnh còn lại, hay nói cách khác là giải được cái tam giác vuông này, được không? Nên ta sẽ tính được SB. Các em sẽ xem cái hướng dẫn. Thì SB đây thì các em sẽ dùng tỷ số đường giác để tính. Thì SB sẽ bằng là BC nhân cotang 30 độ. Và chỉ việc là thay số vào và tính cotang 30 độ bằng bao nhiêu thì ta sẽ có được là bằng A căn 3. Như vậy ta có SB rồi. Thì giờ quay trở lại, muốn tính SA thì trong tam giác vuông SAB ta có SB rồi, có AB rồi, ta sẽ dùng định lý Pythagore sẽ tính được là SA bằng là A căn 2. Từ đó ta suy ra thể tích V của khối chóp để cho bằng 1/3 chiều cao là SA nhân với diện tích đáy là diện tích hình vuông ABCD. Các em chỉ việc thay số vào thu gọn sẽ được là căn 2 A3/3 và ta sẽ chọn đáp án B. Đến đây thì thầy sẽ là ghi nhớ lại cái phần xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng cách nhau sau đây cho các em để ý. Xác định góc tạo bởi đường thẳng và mặt phẳng cách nhau. Ở đây thầy giả dụ như là có cái đường thẳng AC cách mặt phẳng B tại C, Thường thường là các cái bài toán thì biết ngay được một cái giao điểm của đường thẳng mặt phẳng rồi, nên thầy đề cập ngay luôn, nghĩa là có giao điểm C giữa cái đường thẳng và mặt phẳng B. Bây giờ muốn xác định góc giữa đường thẳng này và mặt phẳng thì ta tìm cách, nhiều lúc như cái bài vừa rồi thì ta chỉ ra ngay được cái đường AH vuông góc với mặt phẳng B ngay. Còn nếu chưa, có được thì ta tìm cách dựng cho được cái đường AH vuông góc với mặt phẳng B, tại H. Thì lúc đó góc tạo bởi đường thẳng AC với mặt phẳng B chính là góc ACH, Nên là trên hình vẽ vừa rồi cái bài số 17 thì sẽ dùng ngay luôn là cái đường cao luôn. Nghĩa là dùng ngay cái tính chất này để là xác định cái góc đó. Muốn xác định góc giữa đường thẳng mặt phẳng thì ta sẽ tìm cách chiếu một điểm trên đường thẳng đó xuống cái mặt phẳng đó, được. Hay nói là tìm cho được cái đường vuông góc xuống mặt phẳng đó tại đâu, thì lúc đó rất là dễ dàng xác định cái góc. Bây giờ các em sẽ tiếp tục chuyển sang cái bài tập số 10, số 20. Cho khối chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh A, SA vuông góc ở đáy và SD tạo với mặt phẳng SAB một góc 30 độ. Thể tích V của khối chóp đã cho bằng một trong những đáp án nào sau đây? Cái bài toán này thì cũng tương tự như cái bài toán số 19,
19. Nhưng mà người ta cho cái gấp tạo bởi một cái đường khác, đường thẳng khác, đó là cái đường SD với mặt phẳng SAB. AB. Thầy, chúng ta sẽ vẽ hình. Đó là mặt phẳng là SABC, tư hình cấu chốt SABCD. Có SA vuông góc ở đấy, giống như bài số 19. Và SD, ta sẽ quan sát đường SD này. Đó, SD, SD. Và xác định gấp giữa cái đường SD này với mặt phẳng SAB. Thì nhiệm vụ ở đây thì đường SD cách cái mặt phẳng SAB tại S rồi, đúng không? Nên ta chỉ tìm cách việc là chiếu điểm D xuống cái mặt phẳng SAB. Mà muốn chiếu xuống thì ta phải tìm cách xem được các đường thẳng nào vẽ được từ D mà vuông góc xuống mặt phẳng SAB. Thì cũng tương tự như cái bài vừa rồi, thì ta có là DA vuông góc với SA, tính chất về là đường SA vuông góc với mặt phẳng đấy, đúng không? Thứ hai là DA vuông góc AB, nên từ đó ta suy ra được DA vuông góc mặt phẳng là SAB. Như vậy là điểm D chiếu xuống mặt phẳng SAB chính là điểm A. Và do đó góc tạo bởi SD với cái mặt phẳng SAB chính là cái góc là ASD bằng 30 độ. Ta phải xác định cho được cái là cái góc 30 độ đó ở đâu, thì lúc đó ta mới khai thác được cái giả thiết 30 độ để tính toán các cái độ dài khác, đúng không? Cái bài tập này cũng tương tự như bài số 19. Bây giờ ta chưa có cái độ dài chiều cao SA, do đó ta phải đi tính thì rất dễ, bài này dễ hơn bài hồi nãy nữa, đúng không? Ta thấy ngay luôn là cái tam giác SAB này, SAD này, đúng không? Nó chứa một góc rồi, 30 độ rồi, có một góc 30 độ và có thêm một cạnh AD bằng A là cạnh của hình vuông. Như vậy có đủ hai yếu tố rồi, yếu tố về độ dài với một yếu tố về góc, nên ta dễ dàng dùng tỷ số lượng giác tính được là cạnh SA. SA, các em sẽ xem cái hướng dẫn, không? SA sẽ bằng là AD nhân cho cô tan 30 độ, thay số vào ta sẽ được là bằng A căn 3. Và từ đó ta cũng dùng công thức tính thể tích V bằng 1/3 SA nhân với diện tích đấy, thay số vào ta sẽ được là căn 3 A mũ 3 chia 3. Ta sẽ chọn được ngay là cái bản đề. Các em sẽ tiếp tục chuyển sang bài toán số 21. Cho khối lăn trụ tam giác ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy, có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, cạnh AC bằng 2 căn 2. Biết AC phẩy tạo với mặt phẳng ABC một góc 60 độ và AC phẩy bằng 4, tính thể tích V của khối đại diện ABC, B phẩy, C phẩy. Thì cái bài số 21 này, cái đề bài đã rất là rườm rà. Do đó nhiệm vụ đầu tiên chúng ta là đọc đề và phát họa cái hình vẽ ra. Đây, khối lăn trụ tam giác AC, chú ý, em chú ý là khối lăn trụ này không có nói gì là đều đứng gì hết, nên các em vẽ hơi xiên xiên phải không? Xiên. Được. Đấy là tam giác vuông tại A, thì em để ý vuông cân tại A nghĩa là ta có AB bằng AC luôn đấy, ABC và góc là BAC là bằng 90 độ, đúng không? Cạnh AC thì cho bằng 2 căn 2, AC 2 căn 2 rồi. Như vậy cạnh AC bằng 2 căn 2 thì cạnh AB cũng bằng 2 căn 2. Tam giác vuông nữa, vuông tại A nữa. Như vậy ta nghĩ trong đầu là sẽ tính được diện tích đấy là diện tích tam giác ABC. Rồi để im đó, đúng không? Nhiệm vụ tiếp theo, muốn tính thể tích khối lăn trụ ABCD, ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy, đúng không? Thì ta có cần biết thêm chiều cao nữa. Nhưng mà đây đề bài người ta không yêu cầu tính cái thể tích khối lăn trụ này, mà người ta yêu cầu tính cái thể tích được là V của cái khối đa diện A, B, C, B phẩy, C phẩy, đúng không? B phẩy. Đó, để em sẽ hình dung nó, tí nữa là sẽ mô phỏng cái hình đó, đúng không? Biết A, C phẩy tạo với mặt phẳng AC một góc 60 độ. A, C phẩy, A, đường A, C phẩy này, đúng không? Tạo với mặt phẳng A, B, C một góc 60 độ. Như vậy muốn khai thác được giả thiết 60 độ này thì ta phải là cũng làm tương tự như bài số 20 hay là 19, là chiếu cái điểm C phẩy xuống mặt phẳng ABC, AC xem tại đâu, và từ đó suy ra cái góc tạo bởi là cái AC phẩy với mặt phẳng ABC bằng 60 độ. Đấy. Thì khi đọc cái đoạn này thì ta thấy mục đích đề bài là để ta xác định được chiều cao của khối lăn trụ thôi. Nhưng mà lại đề bài thì yêu cầu là tính thể tích V của cái khối đa diện AB, C, B phẩy, C phẩy. Do đó ta hình dung cái khối đại diện ở đâu, các em sẽ xem hình, đúng không?
Thầy không có ghi cái hình ở đây. Ở đây thì thầy chỉ xác định là cái chiều, xác định cái góc 60 độ thôi. Ở đây là thầy sẽ là chiếu sẽ phải xuống mặt phẳng AC tại H, vuông tại H, và góc giữa cái là AC phẩy với mặt phẳng AC chính là cái góc C phẩy AH, AH. Ở đây thì ta không quan tâm đến vị trí H ở đâu. Lý do như thế này. Lý do là do trong tam giác vuông là AC phẩy H có cạnh AC phẩy bằng 4 rồi, AC phẩy bằng 4 rồi. Và thêm là gì? Góc tạo bởi cái mặt phẳng AC chơi đường thẳng AC phẩy là bằng 60 độ, nên ta chỉ xác định cái góc 60 độ ở đâu. Thì trong tam giác vuông này có hai yếu tố rồi, nên ta sẽ tính được cái chiều cao của là C phẩy H, C phẩy H, chiều cao C phẩy H của cái lăn trụ, đúng không? Lăn trụ. Do đây thầy làm sót mất một cái hình để mô phỏng cho các em thấy là cái khối đa diện AB, C, B phẩy, C phẩy bằng màu sắc, nên thầy nói miệng thôi. Ở đây là gì? Nghĩa là khối đa diện A, B, C, C phẩy, B phẩy, đây số này đúng. Là có đấy, nó là một cái hình bình hành này, đúng không? Và cái đỉnh A này, đỉnh A thực chất nó là một cái khối chốt, đúng không? Khối chốt, đúng không? Khối chốt. Khối chốt. Thì đây là một cái tính chất rất là quan trọng. Nếu em nào để ý là một cái khối lăn trụ tam giác, khối lăn trụ tam giác, ta có thể chia nó ra thành ba cái khối tứ diện, tứ diện có cái thể tích bằng nhau, và các cái khối tứ diện này là không có giẫm lên nhau, tạo bởi các cái đỉnh của cái lăn trụ tam giác. Lăn trụ tam giác là chẳng hạn người ta đọc tên này, đúng không? A, A phẩy, B phẩy, C phẩy là một cái tứ diện. Tiếp tục A, B phẩy, C phẩy, C phẩy, rồi B là cái nữa. Tiếp tục cái thứ ba là A, B phẩy, C, B. Ba cái khối tứ diện rời nhau có thể tích bằng nhau và bằng 1 phần 3 thể tích lăn trụ. Ngoài ra, nếu ta xét cái khối chốt, cái khối chốt tứ giác A, B phẩy, C phẩy, CB, CB, thì cái khối chốt này thực ra nó chứa hai cái khối tứ diện vừa chia vừa rồi, đúng không? Nên cái thể tích cái khối đa diện là A, B, C, B phẩy, C phẩy này nó sẽ bằng là gấp 2 phần 3, 2 phần 3 cái thể tích của cái lăn trụ này, lăn trụ này, lăn trụ này. Do đó ở đây ta sẽ liên quan đến thể tích lăn trụ, còn cái thể tích mà cái khối đa diện cần tính thì bằng 2 phần 3 thể tích lăn trụ. Do đó ta chỉ cần tập trung vào tính cái thể tích của khối lăn trụ tam giác trước, sau đó ta sẽ nhân 2 phần 3 sẽ ra thể tích của là cái khối đa diện AB, C, B phẩy, C phẩy. Ở đây là tính CH, thì trong tam giác vuông A, C phẩy, H bằng là A, C phẩy nhân chỉ số độ chính là bằng 2 căn 3. Và diện tích tam giác AC, ở đây là tam giác vuông căn tại A, thì bằng 1 2 tích hai cạnh góc vuông ABAC bằng 4. Và thể tích của khối lăn trụ thì bằng là đáy nhân với chiều cao, nên nó sẽ bằng 8 căn 3. Và từ đó ta suy ra thể tích cần tính sẽ bằng 2 phần 3 của là 8 căn 3, chính là bằng 16 căn 3 trên 3. Và các em sẽ chọn đáp án D, đáp án D, không? Sau đây thầy sẽ là ghi cái ghi nhớ cho các em về cái tính chất thể tích của khối lăn trụ, khối lăn trụ. Một tính chất của khối lăn trụ sau này. Thể tích của cái tứ diện B phẩy A, A phẩy, C phẩy, B phẩy, A phẩy, C phẩy, đó một cái khối tứ diện này, không? Thì nó bằng thể tích của khối tứ diện là B phẩy rồi A, C, C phẩy. Cái thứ hai. Và cái thứ ba là gì? B phẩy A, B, C, nghĩa là ba mảnh đấy, không? Ba mảnh có thể tích bằng nhau hết và bằng 1 phần 3 thể tích của khối lăn trụ, khối lăn trụ. Nghĩa là các cái khối tứ diện này thực chất là nó tạo bởi các đỉnh của cái hình lăn trụ nhưng mà không được cùng nằm trên một mặt phẳng. Mặt phẳng. Thứ hai là thể tích tạo bởi một cái đỉnh của khối lăn trụ với là một cái mặt bên, một mặt bên của lăn trụ chính là những hình bình hành này, tạo thành các là cái khối chốt tứ giác, tứ giác. Thì nó sẽ chứa hai cái khối tứ diện ở trên, nên nó thành là có thể tích bằng 2 phần 3 cái thể tích của là
khối lãnh trụ A, B, C, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Lên cam chú ý thuộc cái tin nhắc này để tận dụng ngay, không cần phải chứng minh gì nữa hết. Các em sẽ tiếp tục bài số 22 cho khối chốt SABC, có đấy là tam giác đều cạnh bằng 1, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đấy, tính thể tích B của khối chốt đã cho. Các em sẽ vẽ hình các đáp án sau đây. Ở đây người ta giả thiết là cái mặt phẳng SAB là vuông góc với mặt phẳng đấy, nghĩa là vuông góc với mặt phẳng ABC. Mặt còn đáy ABC là một tam giác đều, như vậy ta đã tính được là cái diện tích đáy rồi. Vấn đề ở đây là tiếp tục xác định cái chiều cao. Chiều cao thì vừa rồi qua bài số 17, bài số 18 thì ta xác định được chiều cao khối chốt có sẵn trong đề bài, đúng không? Đề bài nghĩa là người ta cho chẳng hạn như là SA vuông góc với là đáy, đúng không? Lúc đó là có ngay được cái chiều cao. Còn cái bài này bây giờ là không thấy cái chiều cao đâu hết, chiều cao hết, mà người ta lại cho một cái giả thiết. Người ta lại cho cái giả thiết, cho cái giả thiết là mặt phẳng SAB vuông góc với mặt phẳng ABC. Thì các em sẽ nhớ ngay lại một cái tính chất trong hình học không gian: nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau theo giao tuyến M, từ một điểm trong mặt phẳng này ta kẻ một đường thẳng vuông góc giao tuyến thì cái đường thẳng đó sẽ vuông góc mặt phẳng kia. Các em sẽ tận dụng cái tính chất đó để xác định được cái chiều cao của khối chốt khi có một mặt vuông góc với mặt đấy, mặt bên vuông góc mặt đấy. Ở đây thì mặt phẳng SAB nó vuông góc, rồi bên cạnh là cái tam giác SAB giả thiết là tam giác đều nữa, nên khi đó ta chỉ việc là gọi H là trung điểm của AB, thì SH chính là cái đường trung tuyến, chính là đường cao, và đường cao thì SH chỉ vuông góc AB, vuông AB, như vậy cái đường SH nằm trong mặt phẳng SAB và vuông góc với đường giao tuyến AB, nên SH chỉ vuông góc với mặt phẳng ABC, ABC. SH chính là cái chiều cao của là cái khối chốt SABC. Và lúc đó thể tích V của khối chốt sẽ bằng là gì? Bằng 1/3 SH nhân mỗi diện tích đáy ABC. SH là chiều cao của tam giác đều cạnh bằng 1, thì các chiều còn đáy là một cái tam giác ABC có cạnh bằng 1, nên ta sẽ tính ngay được là cái diện tích đấy. Còn cái chiều cao, chiều cao SH thì sẽ bằng là dùng công thức bằng là A căn 3 trên 2, Còn tại sao ở đây nó bằng là cạnh cũng bằng 1 luôn? Lý do gì? Tam giác ABC, tam giác đều có cạnh bằng 1 thì AB bằng 1 rồi. Tam giác SAB cũng đều, cũng có trước cạnh AB đó, nên nó cũng bằng 1, nên ta dùng công thức tính được chiều cao của là cái tam giác đều là H bằng A căn 3 trên 2, nên ta tính được ra được cái chiều cao của là SH, và từ đó ta dùng công thức tính thể tích tính ra được cái thể tích của là cái khối chốt SAB bằng 1/8, và ta sẽ chọn đáp án B. Đó là thầy sẽ ghi nhớ lại cái tính chất xác định chiều cao của một khối chốt trong trường hợp có một mặt bên vuông góc với mặt đấy, thì ta dựa vào tính chất này, ta gọi là tính chất một, được. Nghĩa là hai mặt phẳng alpha và beta vuông góc với nhau, A thuộc mặt phẳng beta, ở đây ta ghi nhầm, đúng không? Và trong mặt phẳng alpha, ta vẽ AH vuông góc xuống cái đường giao tuyến M, thì ta sẽ suy ra được AH chỉ vuông góc với mặt phẳng beta. Ở đây trên hình là chữ alpha beta là đối chỗ cho nhau, thầy viết nhầm. Tận dụng đó, khi một cái khối chốt mà có một mặt bên vuông góc vào đấy thì ta sẽ dựng một cái đường thẳng trong cái mặt bên đó, đúng không? Vuông góc xuống cái đường giao tuyến thì nó sẽ là vuông góc của mặt đấy ngay, đúng không? Để ta xác định chiều cao. Tiếp tục bài toán số 23 cho khối chốt SABCD, có đấy là hình chữ nhật AB bằng A, BC bằng 2A, hai mặt
khoảng SAB và SAD cùng vuông góc ở đáy, cạnh SC tạo ra mặt đáy một góc 30 độ, tính thể tích của khối chóp SABCD bằng một trong những đáp án nào sau đây. Thì cái bài toán này ta cũng vẽ hình ra, vẽ hình ra. Đây. Ở đây thì các em thấy ngay tại sao các thầy vẽ cái đường SA lại là vuông góc mặt phẳng ABCD, thì các em sẽ tí rồi sẽ nhờ vào cái tính chất sau đây. Hai mặt phẳng SAB và SAD cách nhau cùng vuông góc xuống đấy, thì cái đường giao tuyến của nó, đường SA là sẽ vuông góc vào đấy, được không? Ở đây thực chất người ta lại không cho trực tiếp SA vuông vào đấy, người ta cho trung gian qua, nghĩa là cái đường đó là giao tuyến của hai mặt phẳng cùng vuông góc vào đấy, nên nó cũng vuông góc, đúng không? Vuông góc với là đấy là chính chiều cao. Người ta phát biểu một hình thức khác thôi, khác thôi, muốn kiểm tra lại các em hiểu về, nhớ về cái định lý về hai mặt phẳng vuông góc nhau, cách nhau vuông góc nhau. Và cạnh SC tạo với đấy một góc bao độ, do các em cũng phải đi xác định cái góc bao độ là ở đâu. Nhìn đây, các em sẽ thấy đường SC này, thấy không? Và tạo với đấy thì chính là cái mặt ABCD, chứ không phải là nảy mặt bên, thấy không? ABCD nhìn đây. Như vậy ở đây em phải chiếu S xuống cái mặt ABCD thì rất dễ, ở đây có sẵn luôn. Nghĩa là S chiếu xuống là mặt phẳng ABCD chính là tại A luôn. Nên ta có được cái góc tạo bởi cái là đường SC và mặt phẳng ABCD chính là góc SCA. Thì tối nay rất dễ dàng, thấy không? Các em sẽ dùng tỷ số định lý Pythagore để tính AC trước, tại ở đây người ta cho hình chữ nhật chưa có AC, tính mới biết AB, BC thôi, mình tính AC. Sau đó các em sẽ là dựa vào tam giác vuông SAC và tỷ số lượng giác để em sẽ là tính được cái là chiều cao SA, tỷ số lượng giác. Từ đó ta suy ra công thức tính thể tích V bằng 1/3 SA nhân gì ở đấy chính là bằng này. Và em sẽ chọn được ngay là đáp án C. Thầy ghi nhớ lại cái tính chất để các em thường hay dùng để xác định là chiều cao trong khối chóp. Thầy gọi đó là tính chất 2. Đây thầy viết thiếu dấu sách. Một tính chất trong học gian là nếu alpha vuông góc mặt phẳng bi, beta cũng vuông góc bằng bi, và mặt phẳng alpha và beta cách nhau theo giao tuyến M, thì ta sẽ suy ra được giao tuyến M vuông góc mặt phẳng bi. Đó, như vậy là bài vừa rồi thầy sử dụng cái tính chất này, đúng không? Nên thầy nhắc lại tính chất này trong cái phần ôn tập. Và chào tạm biệt các em, thầy sẽ hẹn gặp lại các em dịp sau, do thời gian đã hết.